Mà đâu được dê. Cái này là cái gì? Mà đây em là con trai, em là đực, em là đực, em không phải con gái. Ôi trời ơi, nó dê. Ôi trời ơi, dê. Ôi. Ôi nó đòi nhảy kìa. Ôi tôi xấu hổ quá, tôi xấu hổ cái thằng con tôi quá. Mà đây, mày lấn lộn tao đây. Lấn lộn rồi. Lấn lộn. Chưa nhìn thấy chim. Đâu ơi dê là mấy, đi ra ngoài đi. Đừng dê em nữa. Đâu ơi, chết rồi, kiếp yêu em quá rồi. Hai đứa cùng tên là Mật. Hai em cùng tên là Mật. Nó làm thế nào? Thả ra nào, thả em Mật ra. Ôi. Mà đây, này nhá, nó vừa là đực mà nó còn bé như thế mà mày, sao mà mày? Eo ơi kìa. Mày làm gì đấy? Nó nhảy thằng kia. Ôi. Trời ơi, mà đây. Ôi, nó nhảy thật kia bà con làm nước ơi. Trời ơi. Tại làm sao mà mày gái mày cũng thích mà trai mày cũng không tha. Ôi nhìn tay nó kìa. Kinh chưa? Thôi nó buông xuôi luôn rồi. Nó buông xuôi rồi. Sau khi bị một gọi là một thằng to như con tịch gọi là sàm sỡ, nó đã buông xuôi rồi, nó nằm luôn rồi. Không lâu rồi nó nằm. Mày làm gì mày làm đấy? Nó nằm luôn rồi. Làm gì đi? Khổ lắm ấy Mật ạ. Đấy, đực dựa như thế này. Chim nó đây này, nó lù lù thế này mà mày làm sao mà mày vẫn sàm sỡ nó? Đi lấy để. Ủa, thôi xong rồi. Con tôi gọi là gái cũng thích mà trai cũng không tha. Tôi chết luôn. Đây. Ôi trời ơi. Bạn, làm gì đây? Anh ơi. Anh nhìn kìa. Anh nhìn cháu anh. Em ơi lăn lộn rồi. Chết rồi. Chỗ nào đâu mà mày đòi. Ôi nhìn nó kìa. Nó chết mất. Xấu hổ. Con này bị cuồng à? Hả? Nó phải gọi là bị cuồng lắm không? Thôi, không treo nữa. Chết mất. Không treo nữa. Nó liếm cho dãi hết cả đầu rồi. Không lâu rồi rồi kìa. Bấu víu em bằng được thì thôi. Cái mặt đấy, nó hớn kìa. Nó nhảy lên đấy, nó đòi bằng được đấy. Ghê lắm.